안녕하세요. rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày được phát sóng trên kênh Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Không biết là các bạn yêu K-pop thì các bạn có tìm hiểu thêm về ẩm thực hay là ví dụ về các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc không ạ? Các bạn có biết là idol của mình quê ở đâu không ạ? Nếu chưa thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về quê hương của các idol K-pop nhé. Một trong những thành phố nổi tiếng là nơi sinh ra nhiều những nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc, đó chính là Gwangju. Gwangju là một thành phố lớn nằm ở phía tây nam của Hàn Quốc. Nơi đây là cái nôi sinh ra rất nhiều idol K-pop nổi tiếng. Có thể kể đến đó là Yuno Yuno của Dongbang Shinki, Suzy của Miss A, Jae-hope của Bangtansonyeondan và Haerin của EXID. Không chỉ sinh ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà Gwangju còn rất nhiều những món ăn rất là ngon và độc đáo. Khi mà đến Gwangju thì không thể nào bỏ qua một số món ăn như là uri gogi, thịt vịt, uri thang, canh thịt vịt, đặc biệt là tteok galbi. Mặc dù tên là tteok galbi nhưng mà trong món ăn này thì không có một miếng bánh gạo tteok nào đâu ạ. Bởi vì nó là thịt bò băm nhỏ ra, sau đó thì họ nặn thành tảng hoặc là hình rẻ sườn đấy, cho nên nó mới có tên là tteok galbi. Và cái lý do mà cái món tteok galbi của Gwangju nó nổi tiếng và nó độc đáo đấy là ở những cái nơi khác thì thường món này chỉ làm từ thịt bò, nhưng mà ở Gwangju thì còn làm cả từ thịt lợn nữa. Các bạn chắc chắn là đều biết kim chi và đều thích ăn kim chi đúng không ạ? Gwangju thì còn rất là nổi tiếng về kim chi nữa. Và từ năm 1994 đến nay thì cứ tháng 10 hàng năm ở Gwangju lại tổ chức lễ hội kim chi rất là lớn có tên là Gwangju Sege Kimchi Jukje, là lễ hội kim chi thế giới Gwangju. Nếu mà các bạn có idol là người Gwangju và yêu thích kim chi thì các bạn nhất định phải đến Gwangju một lần nhé. Khi nhắc đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến Jeju-do đúng không ạ? Thế thì Jeju-do không chỉ là có phong cảnh đẹp đâu ạ, mà cũng là nơi mà sinh ra rất nhiều những nghệ sĩ K-pop xuất sắc cho Hàn Quốc. Ví dụ như là các bạn có thể nghĩ ngay đến ai ạ? Đó chính là Phù Sưng Quan của nhóm Seventeen. Cùng với Sưng Quan thì còn có những nghệ sĩ sau đây cũng là người quê Jeju-do. Đó chính là Baekho của New East, Joey của Red Velvet, Ju Hangnyeon của The Boys, Hae Chan của NCT, Kim Jin Hwan của Icon, Mimi của Oh My Girl, Mina của Gugudan và Taeyong của Uju Sonyeon. Ngoài ra thì Jeju-do rất là nổi tiếng về phong cảnh đẹp, ví dụ như là những cánh đồng hoa cải dầu Yuchekot vàng óng vào mùa xuân, nhiều gió này, nhiều dừa này. Và đặc biệt là tiếng địa phương Saturi ở Jeju-do thì ngay cả người Hàn Quốc cũng khó mà nghe hiểu được. Đặc biệt là thời tiết ở đây thì ấm áp hơn so với cả các vùng khác ở Hàn Quốc vì nó nằm ở phía nam. Thế cho nên là người ta thường dùng một từ để mô tả về Jeju-do, đó chính là Igukjeok, có nghĩa là giống như nước ngoài chứ không phải là giống như là ở Hàn Quốc. Đến Jeju-do thì không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà các bạn còn có thể ăn được rất nhiều món ăn ngon. Ví dụ như là món hức thê di samgyeopsal, là cái món thịt ba chỉ nhưng mà của lợn đen. Và món pomal kalguksu là món bún ốc. Pomal ở đây là từ địa phương của Jeju-do để chỉ một loại ốc. Các bạn nhớ thử nhé. Ngoài Gwangju và Jeju-do thì có rất nhiều nghệ sĩ của Hàn, ca sĩ K-pop xuất thân từ Busan. Busan chắc chắn là các bạn cũng không xa lạ gì đúng không ạ? Đây là thành phố cảng rất là nổi tiếng. Và mình có thể kể đến những nghệ sĩ Hàn mà có xuất thân từ Busan. Ví dụ như là trong Bangtansonyeondan thì có hai thành viên đến từ Busan luôn. Đó chính là Jimin và Jungkook. Busan còn là quê của Woojin nhóm Seventeen, Im Siwan của nhóm Jaegook Idol và rapper cực kỳ nổi tiếng Samdi. Mỗi một thành phố, một vùng ở Hàn Quốc đều có những cái món ăn rất là đặc trưng. Và khi nói đến ẩm thực của Busan thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một món, đấy là món gukbap. Đây là món cơm ăn với cả canh thịt lợn. Món này thì các bạn chắc chắn là phải thử khi mà đến Busan. Ngoài ra thì còn một món nữa, đấy là milmyeon. Milmyeon thì là một loại mì lạnh, tuy nhiên nó được làm theo phong cách rất là Busan. Ngoài ra thì các bạn còn có thể thử thêm một món nữa, đấy là bibimbap thangmyeon, mì trộn cũng rất là ngon ạ.
Mình thì chưa có dịp được về Gwangju, quê idol của mình, mặc dù mình đã đi Hàn Quốc rồi. Thế cho nên là mình rất hy vọng là dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua để chúng ta có thể đến thăm quê của idol và thưởng thức hết những cái món đặc sản ở đấy. Thế còn các bạn thì sao ạ? Các bạn đã từng đến quê idol của mình bao giờ chưa? Nếu như các bạn đã từng đến rồi hoặc là các bạn biết về quê hương idol của mình thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới để chúng mình chia sẻ thông tin với nhau nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Annyeong.